Xin cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Hồng Việt TV và tiếp theo sau đây sẽ là phần tin Việt Nam. Chính quyền cảnh báo áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão và huy động quân đội chuẩn bị ứng phó với bão số 4 sắp đổ vào miền Trung. Theo dự đoán của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một áp thấp nhiệt đới sắp chuyển thành bão sẽ có ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực miền Trung Việt Nam trong ngày 19 tháng 9. Theo dự báo, áp thấp này nếu thành bão sẽ là cơn bão số 4 đổ vào Việt Nam ngay sau khi bão số 3, tức bão Yagi, vừa tràn qua các tỉnh phía Bắc Việt Nam cách đây hơn một tuần. Bão số 4 sẽ gây mưa lớn từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi trong ngày 19 tháng 9. Vào chiều ngày 18 tháng 9, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì cuộc họp với các bộ ban ngành và trực tuyến với 11 tỉnh thành ven phố biển từ Ninh Bình đến Bình Định để khai triển ứng phó với áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão. Ông Nguyễn Hoàng Hiệp cảnh báo tại cuộc họp rằng Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng là những địa phương dễ xảy ra ngập lụt đô thị, nên người dân cần đưa đồ đạc có giá trị đến những nơi cao để bảo đảm an toàn. Chính quyền sớm có phương án sơ tán người dân ở nơi ngập lụt đến nơi an toàn. Đại tá Phạm Hải Châu, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ, Cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu cho biết, quân đội đã huy động hơn 260.000 người để sẵn sàng tham gia ứng phó với bão. Ngoài ra còn có hơn 4.000 phương tiện, trong đó có 10 máy bay trực thăng sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn và tiếp tế khi có yêu cầu. Hoa Kỳ thúc giục Việt Nam không dùng cáp Internet dưới biển của Trung Cộng trong dự án mới. Hoa Kỳ nay đang thúc giục Việt Nam là nên tránh xa công ty lắp đặt cable của Trung Cộng là HMN Technology và các công ty hoa lục khác trong kế hoạch xây dựng 10 tuyến cáp ngầm mới vào năm 2030. Theo trang tin Reuters, thì 5 tuyến cáp ngầm dưới biển lớn của Việt Nam kết nối với Internet toàn cầu đã liên tục gặp những trục trặc, mà khiến việc lắp đặt cáp mới đã trở thành ưu tiên hàng đầu của chính phủ. Kể từ tháng 1, các quan chức và công ty Hoa Kỳ đã tổ chức ít nhất nửa tá cuộc họp với các quan chức và giám đốc điều hành doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài để thảo luận về chiến lược cáp của nhà cầm quyền Hà Nội. Reuters đã phỏng vấn 12 nguồn, bao gồm các quan chức Việt Nam, nhà ngoại giao nước ngoài và giám đốc điều hành ngành. Tất cả đều từ chối nêu tên vì tính nhạy cảm của vấn đề. Hoa Kỳ và Trung Cộng đang cạnh tranh giành ảnh hưởng tại Việt Nam với cả Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và người đồng cấp Tập Cận Bình đều đến thăm Việt Nam vào năm ngoái và các tập đoàn từ cả hai nước đều đầu tư mạnh vào Việt Nam. Trong khi đó, Việt Nam và Trung Cộng đã công khai thảo luận về việc thúc đẩy kết nối kỹ thuật số. Đồng thời, các tuyến cáp biển ngầm, nơi truyền tải phần lớn dữ liệu của thế giới, đã trở thành trọng tâm trong cuộc chiến công nghệ giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng mà Washington lo sợ Bắc Kinh hoạt động gián điệp, và trước đây Hoa Kỳ đã vận động thành công để loại công ty của Trung Cộng khỏi một dự án. AP Telecom là một công ty tư vấn ít được biết đến đã tham gia các cuộc đàm phán để thuyết phục phía Hà Nội. Các cuộc họp và vai trò của hãng này trong các cuộc họp đó chưa từng được báo cáo trước đây. Việt Nam nhiều tiềm năng sản xuất nhiên liệu máy bay bền vững. Tại chương trình đối thoại chính sách năm 2024 do chính quyền Sài Gòn và Liên minh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam VBF tổ chức mới đây, bà Sharmin Tan, giám đốc bền vững của Boeing khu vực Đông Nam Á cho biết Việt Nam có tiềm năng nguồn nguyên liệu sinh học lớn, chiếm gần 20% tổng tiềm năng khu vực, chỉ đứng sau Indonesia và Thái Lan. Trước đó, ông Nguyễn Vũ Michael, giám đốc Boeing Việt Nam, cũng cho biết hãng đang tập trung giúp nghiên cứu nguồn cung ứng nguyên liệu nhiên liệu hàng không bền vững SAF tại các quốc gia khác nhau, trong đó có Việt Nam. Ông cho rằng Việt Nam có thể đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng quy mô sản xuất SAF, cũng như xây dựng thị trường nội địa. Bà Sharmin Tan nhận định rằng xây dựng hệ sinh thái SAF tại địa phương sẽ mang lại lợi ích cho môi trường và nền kinh tế của Việt Nam. Tuy nhiên, điều kiện để xây dựng hệ sinh thái này cần sự hợp tác 5 bên, gồm các ngành hàng không, nông nghiệp, năng lượng, tài chính và chính sách. Phi trường Cam Ranh siết chặt an ninh vì bị dọa đặt bom. Phi trường Cam Ranh ghi nhận một vụ vi phạm an ninh hàng không, đe dọa bom mìn, can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng. Cụ thể, sáng ngày 11 tháng 9, đơn vị vận hành nhà ga quốc tế Cam Ranh đã kiểm tra hộp thư điện tử
phát hiện có một thư gửi vào lúc 9 giờ 11 phút cùng ngày. Bức thư nêu một số thông điệp như thiết bị nổ được đặt tại sân bay, tôi chỉ muốn giết bạn, tôi sẽ vui vẻ cho cái chết của bạn. Đại diện phi trường Cam Ranh cho biết nội dung thư được viết bằng tiếng Việt không dấu và đây là sự việc chưa có tiền lệ tại phi trường. Ban chỉ huy khẩn nguy của phi trường Cam Ranh đã lập tức họp và đánh giá sơ bộ sự việc và huy động lực lượng áp dụng biện pháp an ninh hàng không tăng cường. Ban chỉ huy cũng báo cáo ngay cho Ban chỉ đạo phòng chống khủng bố tỉnh Khánh Hòa, Cục Hàng không Việt Nam và Tổng lãnh đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam. Trong 2 ngày 11 và 12 tháng 9 thì phi trường tăng cường 50% quân số an ninh. Công an tỉnh Khánh Hòa cũng đã khai triển rà phá bom mìn tại đài chỉ huy khu vực xuất ăn, xăng dầu, khai triển lực lượng mặc thường phục, tuần tra theo dõi tình hình an ninh. Đến nay, tình hình an ninh hàng không tại phi trường Cam Ranh vẫn được kiểm soát tốt. Và theo bên cơ quan công an, kết quả xác minh ban đầu cho thấy bức thư được gửi từ địa chỉ email tại nước ngoài. Công an các cấp này đang tiếp tục điều tra sự việc. Bộ Công an đề nghị 8 nhóm dữ liệu không được công khai. Xây dựng dự thảo luật dữ liệu, Bộ Công an Việt Nam đề nghị các dữ liệu cá nhân, quốc phòng, an ninh, tài liệu nội bộ, cơ quan nhà nước không được công khai. Cơ quan chủ trì soạn thảo nêu rõ 8 nhóm dữ liệu không được phép công khai, gồm dữ liệu cá nhân không được chủ thể dữ liệu đồng ý, dữ liệu là bí mật nhà nước, dữ liệu tác động đến quốc phòng, an ninh, dữ liệu nếu công khai sẽ gây nguy hại đến lợi ích của nhà nước, quan hệ quốc tế. Những dữ liệu có thể ảnh hưởng đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng, gây nguy hại đến tính mạng, cuộc sống hoặc tài sản của người khác. Tin thuộc bí mật công tác, tin về cuộc họp nội bộ của cơ quan nhà nước, tài liệu do cơ quan nhà nước soạn thảo cho công việc nội bộ cũng thuộc nhóm không được công khai. Dự luật cũng nêu nhóm dữ liệu được công khai có điều kiện, gồm dữ liệu liên quan đến bí mật kinh doanh, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình. Những tin này chỉ được phép tiếp cận trong trường hợp chủ thể đồng ý. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cơ quan nhà nước được cung cấp dữ liệu trên vì lợi ích công cộng, sức khỏe của cộng đồng mà không cần có sự đồng ý. Mới đây thì bà Nguyễn Phương Hằng được ra tù trước thời hạn. Ngày 19 tháng 9, bà Nguyễn Phương Hằng, 53 tuổi, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam tại tỉnh Bình Dương, đã được ra tù trước thời hạn do được giảm án. Trước đó, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Sài Gòn đã tuyên án phúc thẩm đối với vụ án của bà Hằng và các đồng phạm. Tòa tuyên phạt bà Hằng 2 năm 9 tháng tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Các bị cáo còn lại cũng nhận mức án tương tự. Bà Hằng đã chấp hành án phạt tù tại trại giam An Phước, tỉnh Bình Dương. Mà theo bản án, bà Hằng sẽ chấp hành án phạt đến ngày 24 tháng 12 năm 2024. Tuy nhiên, do chấp hành tốt nội quy nên bà đã được giảm án và ra tù sớm hơn 3 tháng. Kết quả điều tra xác định rằng từ tháng 3 2021 đến tháng 3 năm 2022, bà Phương Hằng và 4 bị cáo đã lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích hợp pháp của 10 cá nhân. Từ tháng 3 năm 2021, bà đã sử dụng điện thoại di động, máy tính xách tay, máy quay phim, đăng nhập vào 12 tài khoản mạng xã hội do bà quản lý, trực tiếp thực hiện nhiều buổi livestream, phát ngôn trực tiếp trên Internet với nội dung sai sự thật, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự các cá nhân. Ngoài ra, bà còn đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của nhiều người, trái quy định của pháp luật. Trong dịp Quốc khánh ngày 2 tháng 9, trại giam An Phước đã đề nghị giảm án cho bà Nguyễn Phương Hằng. Tuy nhiên, do thủ tục hành chánh, việc giảm án chưa được thực hiện ngay. Đến nay, khi thủ tục đã hoàn tất, bà Hằng đã được thả tự do. Và bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức cuối ngày hôm nay của Hồng Việt TV với Trương Minh và Julie. Xin lắng nghe, mến chào quý vị.